Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đồ chơi bố làm, nơi chia sẻ cái tự làm đồ chơi cho con. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn cách làm một chiếc máy bắn đá. Đây, hết sức đơn giản, trong vòng 5 phút. Có thể bắn một lúc được rất là nhiều viên. Rất mạnh. Bạn cần một súng bắn keo, một vài que kem, một cái nắp chai và một chiếc kẹp giấy. Đầu tiên, các bạn ghép ba thanh lại với nhau được hình tam giác như trên. Các bạn gắn ba que kem tạo thành một hình tam giác như thế này. Chúng ta gắn lại nha. Đây. Rất là nhanh, rất là đơn giản. Tiếp theo, bôi keo vào đây nha. Keo nến thì các bạn có thể tìm mua ở rất là dễ dàng ở các hiệu sách, các nhà sách thì người ta bán các cái dụng cụ này, kể cả súng bắn keo. Đây, như cái súng bắn keo này là mình mua 60.000, và cái keo nến này thì 2.500 một cây. Chia sẻ thêm một chút nhé. Tiếp theo là các bạn gắn thanh thứ ba lên ba thanh vừa rồi, ta được một cái hình như thật như sau. Ok nha. Rất đơn giản. Chỉ cần 5 phút là các bạn có thể làm cho con mình một món đồ chơi. Rồi. Đây. Sau khi gắn xong 4 cái que kem thì ta được một hình như thế này. Tiếp theo, các bạn gắn cái kẹp bướm vào như thế này nha. Bây giờ mình dán kẹp vào nha. Này, các bạn gắn cái cặp đó lên. Rồi, đợi kéo khô nha. Đây, tiếp theo các bạn gắn thêm một cái. Tiếp theo các bạn gắn thêm một que kem lên phía bên kia của cái kẹp bướm như thế này nha.
Đấy. Hoặc các bạn có thể dùng một cái thìa. Cái thìa này là mình lấy từ hộp sữa bột XO. Hộp sữa bột XO nha. Các bạn có thể dùng một chiếc thìa sắt cũng được. Không vấn đề gì. Rồi, các bạn gắn lên phía trên nha. Như thế này. Như thế này ạ. Đây ạ. Rất đơn giản. Bây giờ mình gắn nha. Đây ạ. Rồi ra cái hình dạng như thế này. Còn thêm một ít keo nữa cho nó chắc nhé. Thời gian tới mình sẽ làm một series nhiều video hướng dẫn cách làm đồ chơi cho con. Thì mời các bạn đăng ký kênh để tiếp tục xem những video khác nhé. Khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì mình sẽ cho ra một video hướng dẫn một loài chơi mới. Đây, sau khi hoàn tất thì chúng ta có cái sản phẩm là máy bán đá như thế này đây. Rất đơn giản phải không các bạn? Bây giờ chúng ta thử nhá. Đây, mình giả thử đây là viên đá nhá. Chúng ta có thể bỏ một lần được nhiều viên. Ví dụ đây là đá nha. Đấy, rất là nhiều viên. Bắn cùng một lúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như các bạn thấy video mình làm là hay và bổ ích thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo.